Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác đam mê chơi BCB trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Trong video ngắn của ngày hôm nay thì show em sẽ lên và giới thiệu đến cho các bác hai cái mẫu laser mà đang được các bác tin tưởng sử dụng cực kỳ là nhiều. Thì cây củi của các bác mà chưa có laser này, các bác đang muốn tham khảo mua các mẫu laser thì các bác cố gắng theo dõi hết video clip của em ngày hôm nay nhé, để có thể lựa chọn cho mình một trong chiếc laser bên em các bác nhé. Thì cũng không phải để các bác chờ đợi lâu nữa, sau đây em sẽ đi vào giới thiệu cụ thể chi tiết từng cái mẫu laser một, em sẽ giới thiệu mẫu nào thì em sẽ báo giá công khai luôn để các bác cân đối tài chính các bác nhé. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đến cho các bác một cái mẫu laser mini. Mẫu này thì dùng cho các bác mới chơi này, hoặc các bác chơi ít, hoặc là các bác chơi truyền thống, hoặc là các bác chơi lá cao su mà các bác chưa điều kiện kinh tế dư giả thì các bác nên tham khảo mình một chiếc laser mini này các bác nhé. Cái mẫu laser mini này chỉ có tia đỏ thôi các bác nhé, tia đỏ chuyên để hỗ trợ các bắn ban đêm. Mẫu laser mini này thì sẽ có kẹp dây đây các bác nhé, kẹp dây thì sẽ là dây 11 và dây 20. Hoặc là các bác không lấy kẹp dây mà các bác lấy kẹp nòng thì mẫu laser mini này cũng có loại kẹp nòng các nhé. Kẹp nòng này từ phi 12 đến phi 18 các bác đều có thể kẹp vừa các nhé. Thì mẫu laser mini này có chỉnh lên chỉnh xuống đây các nhé, chỉnh lên chỉnh xuống này, chỉnh sang trái sang phải các bác nhé. Mẫu này thì có thể chỉnh tia to tia bé được các bác nhé. Mẫu laser mini này thì màu đỏ thì ban đêm các bác ben được tầm độ 6 đến 70 mét các bác nhé. Đấy, màu đỏ chuyên môn ben ban đêm các nhé. Phụ kiện đi kèm sẽ có 3 quả pin. Đây, 3 quả pin em đã lắp bên trong rồi. Và đi em sẽ tặng thêm cho các 3 quả pin sơ cua nữa các bác nhé. Đấy, tặng thêm cho 3 quả pin sơ cua. Các bác dùng tầm độ 2 đến 3 tháng không lo hết pin luôn các bác nhé. Và đi kèm sẽ có 2 lục giác, một cái lục giác để các bác bắt vào cành này, hoặc là bắt vào nòng, và một cái lục giác để các bác chỉnh lên chỉnh xuống sang trái sang phải các bác nhé. Thì một chiếc laser mini pin cúc áo này giá tại thời điểm hiện tại bên Sơn Nam bán giá là 150.000 đồng các nhé, 150.000 đồng một cái, đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhé. Hoặc là các bác muốn chơi cự ly xa hơn mà muốn loại cao cấp hơn thì em sẽ lên và giới thiệu đến cho các bác một cái mẫu laser, đó là về cái mẫu laser đầu đạn. Mẫu này thì bên em đang bán cực kỳ là chạy, đang được các bác tin tưởng sử dụng cực kỳ là nhiều. Phụ kiện đi kèm sẽ đầy đủ như hình đây các nhé, sẽ có kẹp dây đây các nhé, kẹp dây là dây 11 hoặc là dây 20, các bác dùng côn đô các bác kẹp dây 11, các bác cứ tháo cho em dây 20 ra, các bác kẹp cái dây 11 nó ở trong các nhé. Các bác không kẹp dây đúng không ạ, thì mẫu laser đầu đạn này có kẹp nòng đây, kẹp nòng này từ phi 12 đến phi 18 các bác đều có thể kẹp vừa các nhé. Ba lục giác, một lục giác để các bác chỉnh lên xuống này, trái phải này, và một lục giác để các bác bắt vào cành, và một lục giác các bác bắt vào nòng các nhé. Đấy, sẽ có hai con ốc để các bác xoáy vào cái kẹp nòng này. Và cái mẫu laser đầu đạn này thì nó rất chìa tiện, hết pin, mình có thể sạc điện lưới 220V, đi kèm sẽ có một cục sạc các nhé. Và mối đuôi chuột, đây là cái chế độ đuôi chuột. Chế độ đuôi chuột này dùng cho các bác bắn cò, hoặc là các bác thích chế độ tiết kiệm pin thì mình có thể bấm cái công tắc này đây các bác nhé. Bấm công tắc này vào thì nó sẽ sáng, nhả ra sẽ tắt các bác nhé. Đây, chế độ tiết kiệm pin ở cái mẫu laser đầu đạn này. Thì mẫu laser đầu đạn này sẽ có tia đỏ đây các bác nhé, tia đỏ, tia cực kỳ là bé các nhé, các bác ben ban đêm cực kỳ là chuẩn luôn các bác nhé. Thì một chiếc laser đầu đạn tia đỏ này thì giá tại thời điểm hiện tại bên Sơn đang bán giá là 260.000 đồng các nhé, 260.000 đồng đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhé. Tất cả các bác mua hàng bên shop thì các bác sẽ kiểm tra hàng đúng không, đúng sản phẩm thì các bác sẽ thanh toán tiền các bác nhé. Các bác nào mà dùng cả ngày cả đêm mà ban ngày các bác cũng dùng đến laser thì các bác nên tham khảo cho mình một chiếc laser đầu đạn tia xanh các nhé. Mẫu laser đầu đạn tia xanh này thì phụ kiện cũng đầy đủ như chiếc laser đầu đạn tia đỏ kia các bác nhé, nó chỉ khác nhau đọc cái tia thôi. Đây là mẫu laser đầu đạn tia xanh này dùng cho các bác bắn cả ngày cả đêm. Đấy, các bác nhìn cái tia cực kỳ là nhỏ, và ban ngày thì em vẫn bao cho các xoay được tầm độ 5 đến 60 mét đen con mồi, cực kỳ là chuẩn các bác nhé. Ban đêm thì mẫu laser đầu đạn màu xanh này thì cực kỳ là sáng rồi, giúp cho các bác đen cả ngày cả đêm, cực kỳ là chuẩn các bác nhé. Thì màu xanh nó sẽ đắt hơn màu đỏ một chút cơ nhé. Một chiếc laser đầu đạn màu xanh giá tại thời điểm hiện tại bên Sơn đang bán giá là 300.000 cơ nhé, 300.000 đồng đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhé. Đó là về hai cái mẫu laser, một là cái mẫu laser mini pin cúc áo, và hai là cái mẫu laser đầu đạn em muốn giới thiệu đến cho các bác ạ. Thì em sẽ báo ra lại một lần nữa để các bác cùng tham khảo các bác nhé. Mẫu laser mini pin cúc áo tia đỏ có kẹp nòng hoặc là kẹp dây, các bác lấy loại nào các bác cứ bảo em, là 150.000 đồng đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhé. Mẫu laser thứ hai đang được các bác tin tưởng sử dụng cực kỳ là nhiều, đó là về cái mẫu laser đầu đạn tia đỏ là 260.000 đồng, và tia xanh là 300.000 đồng đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhé. Thì các bác mà đang quan tâm mẫu laser nào thì các bác nhanh tay liên hệ trực tiếp hai số điện thoại bên em nhé, để bên em tư vấn và bán trước các bác những chiếc laser gắn BCB giá cả thì cực kỳ hợp lý các bác nhé.
Thì một video em làm rất là ngắn thôi. Thì cuối video thì các bác được cho em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của em ạ.